hưởng ứng năm an toàn giao thông, đồng thời để lập lại trật tự đường phố. Đội quy tắc thị trấn Lạc Dương gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân và cán bộ các ban bộ phận có liên quan ở địa phương đã ra quân thực hiện chiến dịch lập lại trật tự kinh doanh. Kiểm tra dọc tuyến đường Lam Biang, đường trung tâm của thị trấn và cũng là cửa ngõ vào huyện Lạc Dương, đội quy tắc của huyện Lạc Dương đã nhắc nhở và yêu cầu các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi buôn bán, khẩn trương tháo dỡ các vật dụng bán hiệu, mái che vi phạm quy định để trả lại mặt bằng vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ. Một số hộ dân đã vui vẻ chấp hành, tự xin tháo dỡ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều hộ cố tình không chấp hành. Những trường hợp này, đoàn đã kiên quyết lập biên bản tịch thu nhiều bảng hiệu, vật dụng hàng hóa, buôn bán lấn chiếm vỉa hè. Cụ thể đã có 9 trường hợp bị lập biên bản. Ngoài ra, một số hộ kinh doanh trên đường Lam Biang có hàng máy che, bảng hiệu lấn chiếm không gian cũng đã bị lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ. Được biết, trong thời gian qua, đội quy tắc của thị trấn Lạc Dương đã liên tục ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường dọc tuyến đường Lam Biang, đồng thời tuyên truyền vận động thông báo thời hạn để người dân tự giác chấp hành trả lại vỉa hè, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không vi phạm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Sau gần 2 năm thi công, công trình bị gián đoạn do khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng và điều chỉnh lại quy hoạch thiết kế nhằm tăng dung tích nước tưới. Hiện công trình hồ thủy lợi Đạ Lây đang bước vào thực hiện gói thầu số 2 xây dựng đập tràn xả lũ.